Phạm Băng Băng like bài viết ủng hộ công khai nghệ sĩ trốn thuế. Mới đây, Phạm Băng Băng đã gây chú ý khi trượt tay like một bài viết trên Weibo có nội dung như sau. Hy vọng sau Phạm Băng Băng thì sẽ công bố danh sách 11,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 41.000 tỷ đồng tiền nộp thuế quá hạn. Đừng chỉ bắt một người phải chết, hãy công bố toàn bộ ra để chỉnh đốn. Đừng dùng lệnh giới hạn lương để đánh lừa công chúng. Tôi cảm thấy thù lao giá trên trời là hiện trạng, có thể giải quyết nhanh chóng hiện trạng này thì mới là xuất sắc. Hành động của Phạm Băng Băng khiến mọi người nhớ lại vụ scandal trốn thuế của cô 3 năm trước. Tuy nhiên, lần này thì nữ diễn viên lại nhận được sự ủng hộ từ phía netizen. CNET cho rằng, khi đứng trước pháp luật thì ai cũng đều như nhau cả. Phạm Băng Băng trốn thuế là sai, nhưng cô không nên là người duy nhất phải chịu hình phạt. Trước đó, ngày 29 tháng 3, chuyện 75 nghệ sĩ hạng A liên quan đến 647 công ty dưới danh nghĩa của mình và đã xóa sổ hơn 200 công ty có phòng làm việc đã lên No One Hosts Weibo. Trong đó, số lượng nghệ sĩ sở hữu công ty trên danh nghĩa hiện tại có Huỳnh Hiểu Minh cao nhất, 43 công ty liên quan, Trương Tử Di 29 công ty liên quan, Trần Khôn 25 công ty liên quan, Lý Thần 21 công ty, Triệu Vi 16 công ty. Sở dĩ những ồn ào xoay quanh việc trốn thuế lại tiếp tục gây chú ý là bởi gần đây, Trinh Sang đã bị điều tra vì nghi vấn hợp đồng âm dương để tránh khoản thuế cao ngất ngưỡng khi nhận thù lao 160 triệu tệ, khoảng 570 tỷ đồng từ phía đoàn làm phim Thiền Nữ U Hồn. Theo nguồn tin cho biết, nhiều người trốn thuế đã rất lo lắng và nhanh chóng nộp bù những khoản còn thiếu để tránh bị xử phạt, bởi lẽ lần này, phía cục thuế chắc chắn sẽ làm chặt chẽ hơn so với thời điểm Phạm Băng Băng phạm tội. Tuy nhiên, công chúng cho rằng những người có âm mưu trốn thuế trên nên bị chỉ đích danh và xử phạt thật nghiêm để tránh việc tương lai vẫn sẽ có các trường hợp tương tự khác. Tờ Nhân dân Nhật Báo là phép phân tích, mức lương cơ bản lao động của Trung Quốc là 1.500 USD một tháng, còn trịnh sản là hơn 311.000 USD một ngày. Để kiếm được số tiền hơn 24 triệu USD, họ phải làm việc 1.600 năm, trong khi sao nữ chỉ mất khoảng 2,5 tháng. Theo Sina, thù lao của nghệ sĩ trong hơn một thập kỷ trở lại đây đang chạm đến con số không tưởng. Giai đoạn 2000-2005, các xê của diễn viên chỉ chiếm 20-35% tổng chi phí sản xuất. Từ năm 2006, tỷ trọng tiền lương tăng lên 50%. Sau năm 2010 đến đây, giá thù lao của nghệ sĩ không ngừng tăng, chiếm đến 70-80% tổng chi phí. Nói dễ hiểu, một dự án phim có kinh phí 100 triệu nhân dân tệ, tiền các xê của diễn viên đã là 60-70 triệu nhân dân tệ. Ví dụ điển hình là Hậu Cung Như Ý Truyện, thù lao của hai diễn viên chính Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn cùng các ngôi sao khác chiếm 1/3 tổng chi phí sản xuất 46 triệu USD. Hay để mời nam diễn viên Tristan Bell diễn xuất trong Kim Lăng Thập Kim Hoa, nhà sản xuất bỏ ra 15 triệu USD, chiếm 1/6 tổng chi phí đầu tư. Theo Nhân dân Nhật Báo, thù lao của nghệ sĩ đang đổi giá qua từng năm, nhất là ở nhóm sao hạng A và nghệ sĩ thần tượng. Sina cho biết năm 2006, khi đóng vai phụ trong Thần Điêu Đại Hiệp, thù lao của Dương Mịch chỉ khoảng 7.726 USD. Sau khi nổi lên nhờ Cung Tỏa Tâm Ngọc, các xê của cô đạt ngất ngưỡng 46.000 USD một tập phim và không ngừng tăng. Tính đến năm 2018, thù lao của nữ diễn viên đã lên đến 132.000 USD trên một tập phim.